Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Dân mạng Campuchia nhằm Trang Nemo với Thùy Tiên, dậy sóng với tin đồn hoa hậu phải đi hầu tòa. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, mạng xã hội lan truyền bức hình Trang Nemo bất ngờ quỳ xuống xin lỗi bị hại Lệ Khanh tại phiên tòa. Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi đến mức cư dân mạng quốc tế cũng biết đến. Tuy nhiên điều này lại vô tình gây ảnh hưởng đến hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, một tài khoản TikTok đến từ Campuchia đã nhầm lẫn hình ảnh Trang Nemo trong phiên tòa chính là hoa hậu Thùy Tiên. Do Trang Nemo đeo khẩu trang và có màu tóc nâu, nên tài khoản này đã khẳng định đây chính là Miss Grand International 2021. Ngay khi video này vừa được đăng tải, đã thu về gần 20.000 lượt xem và nhiều lượt chia sẻ. Điều này đã khiến khán giả Việt Nam vô cùng bức xúc và để lại nhiều bình luận chỉ trích. Họ cho rằng sự nhầm lẫn này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng của Thùy Tiên. Hiện tại, chủ tài khoản đã xóa video và không đưa ra lời xin lỗi. Một số bình luận của netizen: có vu khống thì cũng phải tìm cái gì nó hợp lý hơn chứ. Nó nhằm vụ kiện tụng của Tiên, bởi ta nói điếc hay ngóng, ngọng thì hay nói. Rồi tới khúc giống Thùy Tiên chưa dậy, làm gì ảnh hưởng tới người khác coi biết không. Bộ nhìn không phân biệt được hả, tài lanh xong nhằm thấy quê hết sức. Rảnh quá kiếm việc gì làm đi, sao lại vu khống người khác như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.